này là chiếc xe công lông siêu khủng màu xanh. Đây gạch cây đi ra ngoài cánh đồng các bạn nhé. Hồi sáng đi các bạn, tài xế công lông chạy rất là đông. Xe công lông của ông Say khá là quen thuộc với các bạn nhé, một con xe chế rất là khủng, máy 40 phanh lơi lốc kê. Rất là tuyệt vời. Đây là một trong những chiếc xe to nhất làng các bạn nhé. Con ngò trong này đổ bèn hơi khó các bạn nhé. Tàu được xây lại ở đây các bạn. Đứt dây đai của nó đi các bạn nhé. Thank you.
giật phát là ra các bạn nhé. Chật hẹp này đổ ven cũng rất là khó các bạn nhé.